Xin chào, cảm ơn phần thể hiện của tài tử Thúy Linh, câu lạc bộ đờn ca tài tử Đồng Nai. Và tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với bài Kinh Kha Ba Lớp Tây Thi với phần thể hiện của tài tử Hữu Tình và tài tử Hồng Phượng đến từ câu lạc bộ đờn ca tài tử huyện Tân Phú. Xin mời quý vị chúng ta cùng nghe. Thầy tao bệ hạ. Điều chi? Có hạ thần là tráng sĩ nước Yên, xin cho thanh thượng tuê tăng vạn vạn tuê. Cẩm miệng lễ, khanh hãy bình thân. Này Chết Kha. Dạ. Khanh từ miền Yên quốc xa xôi lặn lội đến nơi đây, vậy chắc có điều chi cơ mặt? Thầy tao bệ hạ, tôi đi Yên quốc lặn lội xa xôi đến đây hạ thần xin dâng cho bệ hạ hai điều. Điều thứ nhất? Tâu bệ hạ, điều thứ nhất là chiếc đầu lâu của Phan Ô Kỳ lão tướng. À, vậy còn điều thứ hai? Tâu bệ hạ, điều thứ hai bất mặc đồ trọng yếu của Yên Bang mà bệ hạ hằng mong muốn đó bệ hạ. Đâu, khanh đưa cho nắm coi kìa. Tâu dâng. À, cái con đường gì mà lằn quằn lèo mèo ở trong hoài, em không hiểu vậy khách. Nó không phải là con đường đâu bệ hạ. Vậy thì nó là gì? Nó là con sông đó bệ hạ. À, nó là con sông à. Vậy chấm hỏi khanh, chớ dòng sông này hành lâu lắm càng là sâu. Dạ kẻ hạ thần thì ngài bủ lưới danh câu đó bệ hạ. Đổ bề sâu chừng ba bốn sao, còn bề ngang thì nó rộng rãi là bao nhiêu? À, bề ngang đó thì rộng rãi mênh mông từ làng Trong Du cho đến Ít Ly Sơn, thì nó chính là độ 400 dặm phải hiện. Hải Tâu bệ hạ, nó độ chừng 500 dặm thôi bệ hạ. Còn hai bên bờ lào lách mọc đầy. À, con nước lớn chảy vào được bao nhiêu vậy khanh? Con nước lớn nó chảy vào cuồn cuộn. Đây hai bên đường có rừng núi đông, và hai bên đường thì rừng núi nó chập trùng. Vậy ta mộ binh có nặng không? Ta mộ binh ắt nặng đó bệ hạ. Vậy đổ chừng bao lâu? Chắc đổ chừng 10 ngày. Thì nếu như ta chưa được bức mặt đồ này rồi thì ta sẽ hoàn thành đây lúc chịu ngày canh à. Còn con đường đen ấy, dạ đường đen ấy bệ hạ tiếp viện binh. Tại vì sao? Tại vì nó có suối thủy tinh đó bệ hạ, và hai bên sơn hoa nó phục nhục. Nếu như ta đánh thắng thì có việc tiến vào đi bệ hạ. Còn nếu cho ta bại? À, thì rút binh về mặt mai phục. À, còn có cái đường này là cái đường về nào vậy? Dạ, nó là đường tấn thúc đó bệ hạ. Để làm gì? Để tiện bệ hạ diện binh, vì quân ta nít vào nãy rồi thừa thế mà mình đánh Úc Di Vinh. Giao kinh thì chăm dụng quân hay là chăm dụng bộ? Hãy tâu bệ hạ, nếu Xuân Hạ ta nên dụng thủy đi bệ hạ. Tại sao? Chẳng lại nghĩa cho trầm nghe. Tại vì trời nóng nực ta không thể dồn binh chi bằng bệ hạ bọc theo ngã châu dung. À,
có ngày say. Nếu mà ta bắt được hai thằng cũng đó thì ta sẽ đem về ở tại nơi đây và truyền bốn mặt xanh hay chúng nó ra liền. Còn con đường gì mà xa xôi quá vậy? Nó là con đường hiện tại đó bệ hạ. Thế nào gọi là hiện tại? Nhưng nó rất lợi hại vô cùng vì đường này là đường máu.